người đàn ông đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Dưới đáy biển sâu 2000 mét lại có loài người đang sinh sống. Xung quanh còn có vô số những con quái vật khổng lồ. Chính là vừa nãy, Laura và Alex cùng lái chiếc tàu lặn tự chế, dự định tiến hành điều tra hang động thần bí dưới đáy biển. Nhưng khi đạt đến độ sâu 1800 mét, dây thừng đột nhiên bị đứt, tàu lặn không kiểm soát được mà rơi xuống phía dưới, cuối cùng lọt vào bên trong hang động thần bí dưới đáy biển. Lực công kích mạnh mẽ dẫn đến hệ thống điện toàn bộ mất tác dụng. Hơn nữa điều thảm họa hơn là lượng lớn nước biển bắt đầu dò ra, hệ thống tuần hoàn không khí cũng xảy ra sự cố. Họ bị nhốt dưới đáy biển tối tăm không ánh mặt trời, nhiều nhất chỉ còn lại một giờ sống sót. Laura vội vàng gọi Jack ở trên thuyền, nhưng lại không nhận được bất cứ phản hồi nào. Rõ ràng trước lúc xuống biển đã kiểm tra rất nhiều lần, tại sao dây thừng lại đột nhiên đứt được chứ? Trước mắt không phải là lúc để bàn luận những vấn đề này, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là nghĩ cách thoát chết. Hai người lấy lại tinh thần, bắt đầu sửa đường điện bị hỏng trên tàu. Chỉ cần có thể khởi động máy nén khí, vậy thì bè cứu sinh sẽ có thể đem họ trở lại lên mặt biển. Nhưng trời không toại lòng người, không dễ gì sửa được nguồn điện. Thì nhấn công tắc khởi động lại không hề có phản ứng gì. Hóa ra bè cứu sinh bị ép xuống phía dưới chiếc tàu lặn. Laura không bỏ cuộc ấn lại lần nữa, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Bây giờ cô hoàn toàn tuyệt vọng rồi, lẽ nào thật sự chỉ có thể ngồi đây chờ chết sao? Dưới sự thúc giục cầu cứu, hai người bắt đầu liệu mạng lay động con tàu, muốn khiến chiếc bè cứu sinh bị ép ở phía dưới lọt ra. Nhưng địa hình bọn họ đang ở trùng hợp lại là một nơi lồi lõm. Laura rất nhanh chóng đã phát hiện ra cách làm này căn bản không có tác dụng gì, hơn nữa còn tiêu hao thêm nhiều sức lực. Không lâu sau, cảm giác chóng mặt vì bị thiếu oxy bắt đầu xuất hiện. Laura liếc nhìn màn hình hiển thị bên cạnh, lượng oxy còn lại chỉ đủ cho họ có thể tồn tại 37 phút. Alex nản chí ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, kết quả phát hiện một bóng người đang đứng dưới đáy biển. Dưới sự ngạc nhiên, anh vội vàng gọi Laura tới, nhưng nhìn lại một lần nữa, bên ngoài lại không có gì cả. Hóa ra đây chỉ là ảo giác xảy ra dưới trạng thái bị thiếu oxy. Laura cầm lấy máy cứu trợ một lần cuối cùng phát ra tín hiệu kêu cứu ở khu vực biển gần đó, vốn dĩ chỉ là một phép thử trong sự tuyệt vọng, không ngờ lại thật sự nhận được hồi đáp. Nhưng tiếc là đối phương dường như căn bản nghe không hiểu tiếng Anh. Alex đoán anh ta đang nói chuyện bằng tiếng Trung, nhưng hai người họ căn bản chưa từng học qua tiếng phổ thông, cuối cùng chỉ có thể lực bất tòng tâm bỏ lỡ cơ hội tốt này. Hàm lượng oxy đang nhanh chóng giảm đi, hai người họ cũng không còn ôm hy vọng với sự sống nữa. Nhưng ngay lúc này, con tàu đột nhiên xảy ra dao động mạnh, hai người lập tức nhận ra đây nhất định là do con quái vật làm. Cô lấy ra chiếc máy ảnh đã được bọc bằng chất liệu đặc biệt, muốn chụp lại một vài chứng cứ về sự tồn tại của quái thú trước khi chết. Bên ngoài cửa tàu bóng tối bao phủ, thấp thoáng có một sinh vật khổng lồ hình như đang đẻ trứng. Hơn nữa, ở một bên khác của con tàu, vô số quái vật khổng lồ đang dao động. Hai người vô cùng kinh ngạc, sau đó con tàu lại bắt đầu dao động. Trong đầu Laura đột nhiên lóe lên một tia điện. Nếu như lợi dụng ánh sáng của đèn để dụ dỗ con quái vật, thì có phải có thể dùng sức mạnh của chúng để thoát ra ngoài? Trước mắt chỉ có thể đem ngựa chết thành ngựa sống. Họ bật đèn pha ở bên ngoài lên, trong tay lại cầm chiếc cờ lê không ngừng gõ vào thân tàu. Không lâu sau, một con quái vật biển khổng lồ quả nhiên đã bị thu hút, trực tiếp bơi về phía con tàu. Dòng nước lớn xảy ra lực công kích mạnh, thân tàu bắt đầu cuộn lên mãnh liệt. Sau khi nhấn công tắc xuống, bè cứu sinh quả nhiên thuận lợi lọt ra, đưa bọn họ nhanh chóng trở lên mặt biển. Sau một hồi chờ đợi nóng lòng, bè cứu sinh cuối cùng cũng ngoi lên mặt biển. Hai người sống lại từ chỗ chết khó mà giấu được sự hưng phấn trong lòng, dùng lực đạp cửa tàu ra. Lúc này tình hình thời tiết trên mặt biển vô cùng khắc nghiệt, sóng biển không ngừng trào lên cửa sổ. Hai người dốc hết sức mới thành công bỏ ra bên ngoài, nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Jack vốn dĩ điều khiển kéo con thuyền đã không thấy tung tích, hơn nữa trên chiếc bè cứu sinh còn xuất hiện một lỗ thủng. Dưới cảnh sóng to gió lớn như vậy, họ thật sự có thể thành công sống sót không? Dưới biển sâu mưa gió bão bùng, đôi nam nữ này đã lênh đênh 2 ngày 2 đêm. Đột nhiên nhìn thấy một chiếc trực thăng cứu viện đang ở gần đó, người đàn ông lấy ra viên đạn làm tín hiệu còn sót lại. Ánh sáng chói rọi đã thành công thu hút sự chú ý của phi cơ, nhưng vào lúc chiếc trực thăng chuẩn bị ứng cứu họ. Thời gian trở lại 2 ngày trước, Laura và Alex dùng hết tâm lực mới có thể thoát ra từ dưới đáy biển 2000m, nhưng bè cứu sinh lại xuất hiện lỗ thủng, không khí đang điên cuồng thoát ra bên ngoài, đến cả chiếc thắt lưng duy nhất cũng bị cuốn xuống dưới nước. Alex không màng tất cả lặn xuống dưới nhặt, nhưng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, muốn nhặt chiếc thắt lưng về giống như mò kim đáy bể. Vào lúc anh đang khổ sở tìm kiếm, đột nhiên nhìn thấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện trên mặt biển, do anh vội vàng bơi trở lại chiếc bè cứu sinh. Nhiệt độ thấp cực đoan khiến họ chỉ có thể ôm nhau để lấy hơi ấm. Không dễ gì mới đến được ban ngày, kết quả nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao. Lượng nước còn lại đã không đủ cho một người dùng. Hơn nữa điều tai họa hơn đó là, bên cạnh còn thỉnh thoảng xuất hiện sống lưng cá mập. May mắn Laura là một nhà nghiên cứu sinh vật nên cô hiểu rõ về tập tính của chúng. Hai người thông qua phương thức hô to gọi lớn thành công đuổi bọn cá mập đi. Nhưng điều kiện sinh tồn của họ vẫn không chút cải thiện. Giữa đại dương không bờ bến, không có sự bổ sung của nước, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì được 3 ngày. Hy vọng duy nhất bây giờ chính là người bạn Jack có thể dựa vào định vị đến cứu họ. Chỉ tiếc là họ chủ định sẽ thất vọng. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra chiếc thuyền trống rỗng trên mặt biển. Trên boong tàu còn lưu lại vết máu, còn có mười mấy vỏ đạn súng. Mà Jack trên tàu đã không còn thấy tung tích, rất có khả năng đã gặp nguy hại. Bóng đêm một lần nữa bao trùm, bè cứu sinh đã ngập nước nghiêm trọng. Hai người không màng nam nữ, ôm chặt nhau để giữ nhiệt độ cho cơ thể.
mà trên mặt biển không xa, từng tia chớp màu xanh đang không ngừng xé tan bầu trời. Điều này cũng dự báo đang có nhiều quái vật hướng về phía này tụ tập. Hai người hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi cái chết. Mưa càng ngày càng to, họ chỉ có thể dùng hết sức để đầu ngẩng cao tránh bị ngập nước. Nhưng vào lúc này, quái vật đột nhiên bắt đầu tấn công. Hai người bị nảy lên không trung, sau đó ngã xuống dưới nước. Khi họ một lần nữa vùng vẫy bơi về phía bên cạnh chiếc bè, phát hiện trang bị cứu sinh lúc này đã hoàn toàn hỏng rồi. Không còn cách nào, hai người chỉ có thể dựa vào sức lực yếu ớt còn lại. Không lâu sau, họ dạt tới một vùng biển kỳ lạ. Bốn bề đều là những viên trứng kỳ dị, Laura cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của quái vật. Hóa ra nó chỉ là muốn bảo vệ những đứa con của mình. Nếu như ẩn mình trong những hòn trứng này, quái vật nhất định sẽ không tấn công nữa. Lúc này hai người đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhẹ nhàng ẩn trong đống trứng. Mà quái vật quả nhiên không hề tấn công thêm lần nữa. Laura trong lúc vô tình đã làm vỡ một hòn trứng, phát hiện bên trong chảy ra dịch thể màu xanh. Alex đột nhiên nhận ra rằng, dịch thể mang ánh huỳnh quang này hoàn toàn có thể dùng làm tín hiệu kêu cứu. Hai người sau đó làm vỡ một lượng lớn trứng. Không biết đã qua bao lâu, trên mặt biển đột nhiên truyền đến tiếng kêu của máy bay trực thăng. Alex vội vàng phát ra tín hiệu cầu cứu còn lại. Phi cơ sau khi nhìn thấy lập tức bay về phía họ. Nhưng khi vừa chuẩn bị tiến hành cứu viện, quái thú dưới biển đột nhiên nổi lên, suýt chút nữa thì nuốt chửng bọn họ. Đó là thứ quỷ quái gì vậy? Tôi không biết, nhưng chúng ta phải quay đầu lại rồi, lập tức quay lại. Nhìn chiếc trực thăng dần dần bay xa, hai người vừa lóe lên hy vọng lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Vào lúc tưởng rằng đạo diễn muốn mình phải chết, trực thăng lại đột nhiên quay đầu lại. Hơn nữa lần này rất nhanh đã cứu được họ lên. Hai người sống sót sau tai nạn lập tức được đeo máy thở. Nhưng khi nhân viên cứu hộ muốn giúp họ cầm túi, hai người lại căng thẳng ngăn lại. Bởi vì trong này cất giữ thứ mà họ dùng tính mạng để đổi lấy. Đó chính là video tư liệu về quái thú dưới đáy biển. Tiếp theo là lúc để tội ác của quân đội được truyền đi rồi.